Rồi nghe này. Question 1. Question 1, listen and number. 1. I'd like some rice. 2. I'd like some milk. 3. I like chicken, but today I'd like some fish. 4. I'd like some orange juice. Question 1. Listen and number. 1. I'd like some rice. 1. Question 1. Listen and number. 1. I'd like some rice. 2. I'd like some milk. 3. I like chicken, but today I'd like some fish. 4. I'd like some orange juice. Question 1. Listen and number. 1. I'd like some rice. Some 2. Rice. I'd like some milk. Milk. 3. I like chicken, but today I'd like some fish. Fish. 4. I'd like some orange juice. Orange juice. Rồi các bạn xuống bài dưới, listen and tick. Question 1. Listen and number. 1. I'd like some rice. 2. What time do you go to school? Rồi, bài tiếp theo. Question 2. Question 2. Listen and tick. 1. What would you like? I'd like some chicken. Quá dễ luôn. Very easy. 2. What time do you go to school? At 7 o'clock. 3. What animals do you like? Rồi, chờ các bạn nào. I don't like monkeys. Chờ bà Tiên nào. Bà Tiên làm đề nào. Hôm nay không tới đây được hả Tiên? Rồi, Tiên nghe nhá. Các bạn đang nghe này rồi. Đây, nghe lại câu 1 này. The school. Dick. 1. What would you like? What would you like? I'd like some chicken. 2. What time do you go to school? At 7 o'clock. 3. What animals do you like? I don't like monkeys. I like elephants. I don't like monkey. I like elephant. Question 2. Listen, listen and tick. Okay? Listen again. 1. What would you like? I'd like some chicken. 2. What time do you go to school? At 7 o'clock. 3. What animals do you like? I don't like monkeys. I like elephants. Rồi, ok, nghe được không? Bài này rất là dễ, các bạn xuống đây nghe từ con Question 2. Listen and tick. Bắt nghe lại nữa này, mệt ghê chứ. 1. What would you like? I'd like some chicken. 2. What time do you go to school? At 7 o'clock. 7 o'clock. 3. What animals do you like? What animal do you like? I don't like monkeys. I like elephants. Các bạn coi chừng nghe đánh chữ monkey trước mà sai nha. Các bạn không thích nha. Thích voi không phải thích hình. Question 3. Listen and write. Question 3 này. 1. I want some stamps. I want some stamps. 2. Let's go to the post office. Let's go to the post office. 3. Three. How much is the blouse? How much is the blouse? It's 35,000 dong. Listen again. Nghe không được, dừng lại. Nó cho nghe 3 lần mà con lo gì. Question 3. Listen and write. 1. I want some stamps.
I want some stamp. Là bài ngày cô đấm được. 2. Let's go to the post office. Let's go to the post office. 3. How much is the blouse? How much is the blouse? It's 35,000 dong. It's 35,000 dong. It's 35,000 dong. Question 3. Listen and write. 1. I want some stamps. 2. Let's go to the post office. 3. How much is the blouse? It's 35,000 dong. Question 1. Listen and number. Rồi, ok. 1. I'd like some rice. Bạn bên trên. Mấy bạn kia làm tiếp bên dưới đi. I'd like some milk. 3. Nghe bài này đi, I like chicken, but today I'd like some fish. 4. I'd like some orange juice. Question 1. Listen and number. 1. I'd like some rice. 2. I'd like some milk. 3. I like chicken, but today I'd like some fish. 4. I'd like some orange juice. Okay. Question 1. Listen. Đấy, bài này là đây ha. Bài này đây nè. Các bạn dò đáp án đi đúng không? Đây là gì? 1 nè. Let's say. 35,000 đồng. Các bạn làm đúng hết chưa? Rồi ok, xong bài dưới làm đi. Bài này. Bạn Tiên chép ra vở. Đáp án chép ra vở. Rồi, Lily and her friends are at the zoo now. Cô không biết. Cô mệt mấy đứa đấy quá. Lily and her friends, tức là Lily và bạn của cô ấy, are at the zoo now, tức là bây giờ đang ở đâu? Zoo. They like the animals very much. Họ thích con gì đó? Con thú rất nhiều. Lily thích con gì? Lily likes monkeys because they can swing. Swing là làm gì biết không mấy bạn? Swing là làm gì? Bơi là bơi. Swim biết bơi. Đây là swing. Khỉ đâu biết bơi. Đây là swing. Đu. Đu, leo kèo các kiểu đó. Đu từ cái cành, nhảy từ cành này qua cành kia. Con tưởng tượng được hành động có thấy không? Đâu, Lily thích khỉ thôi. Alan thích
tiger. Đúng không nào? Because they can climb. Climb là gì biết không? À, mình đọc climb. Là trèo cây. À, con hổ có thể trèo cây. Hổ trèo cây hả? Peter likes zebra. Peter thích con gì? Con zebra. Because they can jump. Chúng có thể nhảy. Nam like elephant. Because they can dance. Ôi, voi biết múa này. Rồi, và các bạn chọn cho cô câu 1 gì? 1B. Bây giờ bọn họ đang ở sở thú chứ không phải là ở bookshop với cinema đúng không? Rất là dễ. Câu số 2, Lily thích cái gì? C. Monkeys. Peter thích Peter like zebra because they can. Peter đâu rồi? Zebra đâu? Tìm cô zebra đây và chỗ nào đây? Chuẩn. C nhá. Nam like elephants. Because they can dance. Rồi bạn Tiên làm được chưa? Tiên làm đúng hết không? Bây giờ các bạn sang bài này trả lời các câu hỏi cho cô. My E in a clothing store now. Clothing store là cửa hàng quần áo. Shop quần áo á. She likes an orange t-shirt and a jeans. She likes them because they are beautiful. The orange t-shirt is $25,000. The jeans are $30,000. Trời ơi, sao đồ rẻ rồi trời. Đồ này đồ Sida rồi. Đồ Trung Quốc nhập về rồi. Rồi, number one, question one. Where is Lily now? Where is Lily now? Bây giờ Lily đang ở đâu? Các bạn trả lời như thế nào? Ủa, Lily làm gì có Lily ở đây nhỉ? Ghi nhầm à? Nào, Lily, ở đây phải là Mai này. Người ta ghi nhầm. Mày trả lời sao các bạn? Mời bạn Khang đọc bài. C hay là Mai cũng được, các bạn tùy các bạn. À, C gì? Ngay đoạn đầu tiên, C gì? Ngay câu đầu tiên luôn. C in clothing store now. Rồi các bạn chép vào. Rồi các bạn làm câu số 2, số 3, số 4 đi, tự làm cái không chấm điểm. Tiên làm được không con? Tiên đâu rồi, có người đón không? Rồi, câu số 2. Làm xuống cô coi nào. Bạn Tiên, bạn ấy không nói được. Bạn vẫy tay sao? Rồi, ok, cô xuống cô kiểm tra các bạn. Rồi, chấm điểm. Coi câu này là đúng chưa? Rồi.
t-shirts and the jeans. They are in the kitchen. Câu này hỏi là tại sao? À, tại sao cô ấy like cái orange t-shirt và cái jean đó? À, tìm chỗ nào để viết đi. Beautiful. Okay. She like them too. Bởi vì nó là vào dòng thứ hai. Nó là vào dòng thứ hai. She like them because they are beautiful. Các bạn sẽ ghi là cô mới đọc xong cô. À, có thể ghi là she like them because they are beautiful cũng đúng. Ha? Và các bạn ghi là because they are beautiful cũng được. Rồi, cô sẽ sửa này. How much is the orange t-shirt? Cái orange t-shirt giá bao nhiêu tiền? Một là các bạn viết ngắn gọn là is cộng giá tiền. 25,000 đồng. À. Không thì bạn chép y bên trên là the orange t-shirt $25,000. Câu dưới, how much are the jeans? Nếu các bạn viết ngắn gọn, các bạn phải là day a và ít y vì số nhiều. Quần là có chữ sờ, có hai ống, các bạn phải xài day a. Đó. Hoặc các bạn viết số thành chữ cũng được nhá. Các bạn viết như thế này cũng được. The jeans. The jean. À, 30,000 đồng. Ok, câu số 4 các bạn phải dịch được câu hỏi nè. Why là tại sao? Tại sao cô ấy thích cái t-shirt màu cam đó và cái quần jean đó? À, bởi vì nó đẹp. Các bạn có thể ghi ngắn gọn. Because they are beautiful. Đó là ghi một cách ngắn gọn. Còn các bạn nào mà chép bên trên xuống từ cái dòng này, she likes them because they are beautiful cũng được. Nha, cũng được nha. Rồi, mời các bạn xuống bài này, sắp xếp cho cô. Tiên sắp xếp tiên. Ví dụ câu số 0 là they are going to play football. They are going to play football. Có nghĩa là họ sẽ chơi bóng đá. Giờ viết câu 1, 2, 3, 4 cho cô đi. 1, 2, 3, 4. Viết đi, Tiên viết đi con. Vào vở. Chưa? Nhanh đây.
Tôi chấm điểm cái nào? Rồi cô sửa cho bạn Tiên này. Let go to the book shop. Let's go to the book shop. Chúng ta hãy đi sở đi hiệu sách nhé. Câu số 2 sẽ là what color is it? Nó có màu gì? Câu số 3 là what gì? What time do you go to go to school? Cái đề này rất là dễ. Mấy giờ bạn đi học? Câu số 4, I like monkey. I like monkey because they are beautiful. Ok, mời các bạn làm bài dưới này. Nhìn hình và viết từ còn thiếu vào. Mời bạn Tiên làm đi. Cô đi chấm. Tất nhiên mang về mà ngó lại chứ. Đưa mẹ con mình là được bao nhiêu điểm? Rồi cái này sẽ là school. Let's go to the school. Let's go to the school. I want to buy some gì? Milk là sữa. Sữa Vinamilk 100%. I like gì đây? I like monkey. Có sờ các bạn. Bạn nào không có sờ bị trừ điểm. À rồi, how much is the t-shirt? Các bạn sẽ trả lời là is 30. Các bạn viết số cẩn thận nhá. Gạch nối nhá, file chứ không phải fit đâu nhá. 1000 đồng. À, is 35,000 đồng. Xong. Ok.